Hello hello, chào mừng mọi người tới với kênh YouTube tập yoga của blog Yogi Travel và mình là Thương Bình. Chào mừng bạn tới với bài tập nguyên một tiếng, full bài tập ngày hôm nay, bài tập Power Yoga, tập trung vào cơ phần vùng kho, bụng, đùi và mông. Thì bài tập hôm nay hy vọng là sẽ rất là nóng và rất là mỏi cơ, cho nên bạn có thể đổ mồ hôi và mất nước khá là nhiều. Vì vậy bạn chuẩn bị cho mình một cái khăn và một bình nước để sẵn để chút nữa mình trong quá trình tập mình có thể uống nước và lau mồ hôi. Và một cái nữa, trước khi bắt đầu bài tập, bạn hãy nhớ trong cái đầu của mình là luôn luôn hít thở sâu. Đừng nín thở, đừng gồng giữ người mình quá mà hít thở sâu. Hít vào thật dài rồi thở ra thật dài, đừng để bị mất hơi thở trong quá trình tập. Và một cái nữa là cố gắng gồng chắc cơ bụng lại, gồng cái cơ thể mình chắc lại, từng động tác, từng cái di chuyển cử động của mình chắc, rắn chắc thì cái cơ thể mình mới săn gọn lại, mới tác dụng được sâu vào các cơ của mình nha. Nào sẵn sàng chưa? Hãy bắt đầu bài tập một tiếng full bài tập Power Core Yoga của ngày hôm nay. Kệ thảm ra và bắt đầu tập thôi. Bạn hãy ngồi lên giữa thảm và mình sẽ hít thở một vài nhịp. Hãy để cơ thể mình lắng lại, yên tĩnh một chút. Hãy để cái ý thức mình được thư giãn và để cái suy nghĩ mình nó tập trung vào cơ thể mình nhiều hơn trước khi mình bắt đầu bài tập nha. Nào hãy ngồi lên giữa thảm. Bạn ngồi bằng cái cách nào bạn cảm thấy thoải mái nhất. Bạn có thể là gác một cái chân lên, để một cái chân về phía trước, hoặc là bạn gác lên hoa sen luôn nếu mà bạn muốn. Và bạn lắc lư cái mông bạn về hai bên, lắc qua lắc lại một chút. Rồi tìm cái vị trí mà bạn cảm thấy là cái mông bạn ngồi thoải mái. Thường mình thấy có một số bạn ngồi thường hay bị rướn về phía trước, tức là bạn không có ngồi hết phần mông ở phía sau của bạn, bạn chỉ ngồi được nửa mông thôi. Thì đối với cái cách ngồi mà giữ được lâu thì bạn hãy rướn cái người về phía sau, đưa ra sau và cảm giác là cái mông bạn ngồi hết xuống dưới sàn, xương cột của bạn hạ xuống thì toàn bộ phần hông của bạn rớt xuống sàn luôn nha. Sau đó bạn gióng các đốt sống lưng mình lên, gióng vai lắc lư, mở lồng ngực ra. Và bạn mở vai ra, bạn đặt hai tay lên cái vai, bạn mở ngược về sau. Rồi bạn lỏng cái cùi chỏ và lỏng bàn tay xuống cái đầu gối của mình. Các đốt sống cổ của bạn thẳng hàng với lưng. Và bạn tìm cái vị trí mà khuôn mặt bạn giữ thẳng, mở về phía trước, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Bắt đầu cảm giác vào cái sự vững chãi của cơ thể bạn khi bạn ngồi dưới sàn. Bắt đầu cảm giác sự vững chắc của phần mông, phần đùi. Bạn cảm giác yên tâm hơn khi mà mình ngồi chắc và vững ở dưới sàn. Cảm giác cái vai bạn được mở ra, hơi thở bạn được mở, lồng ngực bạn được mở rộng rãi. Và hãy bắt đầu lắng nghe vào nhịp thở của mình. Hãy hít thở từng nhịp sâu và dài. Cảm giác là bạn hít vào, bạn biết là bạn đang hít vào, cái hơi thở bạn đi vào mũi, nâng lồng ngực của bạn lên. Và cảm giác khi bạn thở ra, bạn hơi thở của bạn đẩy ra theo mũi và lồng ngực bạn nhẹ nhàng hạ xuống. Hít thở chậm và dài như vậy. Và thiền sư Thích Nhất Hạnh có viết trong một cuốn sách đó là hít vào thì mình biết là mình đang hít vào, thở ra thì mình biết là mình đang thở ra. Đó là cái cách đầu tiên mà để bạn kiểm soát cái cơ thể mình trở lại. Cố gắng áp dụng cái đó vào cái phần tập thiền của ngày hôm nay. Lắng nghe lại từng nhịp chuyển động đi vào và đi ra của hơi thở của bạn. Chỉ cần sau một vài nhịp hít thở dài,
bạn sẽ cảm giác là cơ thể bạn thoải mái hơn, thư thái hơn, khuôn mặt bạn bắt đầu được thả lỏng ra và cái đỉnh đầu của bạn cũng bắt đầu được mềm mại ra luôn. Bắt đầu cảm giác là cái hơi thở bạn đã sâu hơn so với hơi thở lúc ban đầu, thì lúc này hơi thở bạn kéo được dài hơn và thở ra được sâu hơn. Bạn cảm giác khi mình thở ra, khí được đẩy hết ra, để sạch sẽ hết khí sót ở dưới đáy phổi của bạn ra hết luôn. Hãy giữ yên tĩnh như vậy và hãy cảm giác vào hơi thở sâu dài như vậy thêm một vài nhịp nữa. Để cơ thể bạn chìm vào sự thư giãn, để ý thức bạn được buông bỏ ra, tĩnh lặng cùng với cơ thể của mình. Giữ thêm một vài hơi thở nữa thôi. Rồi bạn cảm giác vào nhịp thở cuối cùng. Hãy hít vào thật sâu, kéo hơi thở luôn qua mũi rồi lên đỉnh đầu và thở ra và thả lỏng từ đỉnh đầu mềm xuống khuôn mặt, xuống bụng và nhẹ nhàng mở mắt ra. Bạn hãy giữ cái người trong vị trí ngồi thẳng như vậy và mình sẽ xoay tròn cái người xung quanh cái phần thắt lưng của mình nha. Bạn rướn người qua bên phải rồi ra phía trước, rướn về trước, rướn qua trái, rướn ra sau, rồi lặp lại, xoay tròn 3 vòng một chiều, cố gắng xoay chậm rãi thôi. Và rướn tới đâu bạn cảm giác cái lưng bạn được giãn, rướn tới đó. Vòng thứ hai và vòng cuối cùng. Rồi bạn xoay 3 vòng theo chiều ngược lại. Một vòng nữa nha. Và bạn nâng người lên, hãy hít vào, mở hai tay và vươn cao hai tay lên. Mắt bạn nhìn theo tay, các ngón tay bạn chạm vào nhau, bạn thả lỏng cổ ra, hóp bụng lại và bạn rướn lên. Toàn bộ người kéo giãn lên nhìn theo tay. Giữ lại đây vài nhịp. Hít dài và thở ra thật dài.
Một nhịp nữa hít vào rồi hết lên. Rồi thở ra, từ từ gỡ hai tay và bạn thả xuống đầu gối của mình. Hít vào, hai tay mở rộng vươn lên, nhìn theo tay, rướn người lên. Mình nghiêng người về phía bên phải của mình, giữ hai tay theo mang tay và mình kéo người rướn ra. Không cần rướn sâu quá, chỉ cần cảm nhận là cái phần lườn eo bên này của mình căng lên là được. Giữ lại ở đây, mắt nhìn về phía bên trái, nhìn chéo lên trần. Cánh tay bạn thẳng ra, rồi hít vào, kéo người vươn lên trời, rướn lên. Thở ra nghiêng về bên kia. Cố gắng rướn thẳng các ngón tay vươn ra, đừng để tay quỷ khuỷu xuống thì bạn sẽ không cảm nhận được nhiều của cái lực rướn của cơ thể mình nha. Và hít vào, bạn vươn rướn nhìn lên. Thở ra, từ từ hạ hai tay xuống. Đặt tay bên phải của bạn qua đầu gối trái. Và bạn mở tay phải về sau, chống dưới đất, bạn xoắn người xoay về phía sau. Hóp hụt lại, xoắn người và giữ ở đây vài nhịp. Sau đó mình quay về giữa, đổi bên, đặt tay trái lên gối bên phải và bạn đưa tay phải chống về sau. Bạn vặn người và xoắn hết về phía sau. Xoay khuôn mặt ra sau, xoắn người ra sau luôn. Và từ từ quay về vị trí trung tâm trở lại. Từ đây, bạn chống hai tay mình về phía trước, lùi đầu gối ra sau. Mình sẽ đứng lên 4 điểm. Hai bàn tay chống và hai đầu gối chống vuông góc. Bám chặt hai tay, giữ đầu gối, lắc lư hông nhẹ nhàng, trụ chắc người. Từ đây, bạn gồng cơ bụng lên, nhìn chéo vào một điểm dưới sàn. Sau đó, bạn nhón mũi chân phải và trượt dài về phía sau. Chồm chắc mũi chân phải dưới sàn, đừng để eo bị lặng nghiêng về một bên. Mà bạn trụ chắc người, giữ eo thẳng, mũi chân bạn chạm nhẹ xuống sàn thôi. Gồng người và giữ lại. Hít dài. Thở ra, lúc này cơ bụng của bạn bắt đầu được kích hoạt lên rồi đó. Nhìn chéo xuống sàn, gồng bụng lên, hít. Thở ra. Bắt đầu nâng chân bên phải lên, hít. Thở ra. Bạn không cần nâng cao quá, chỉ cảm giác là cái hông của bạn bắt đầu được khởi động phần mông. Hít. Thở ra. 3. Thở ra. 4. Gồng lại. Thở ra. Và nhịp cuối cùng 5. Bạn chỉ mũi chân căng về phía sau, dồn lực qua tay bên phải và mình bắt đầu rướn tay trái thẳng về phía trước. Vươn thẳng tay trái, gồng bụng vào, giữ thăng bằng. Hít dài, thở ra dài. Hít dài, gồng chặt giữ lưng, thở ra. Sau đó bạn đưa tay trái về phía sau, co đầu gối chân bên phải và bạn nắm lấy chân từ phía sau. Từ vị trí này, nếu được bạn hãy đá cao cái đầu gối lên, đẩy thẳng cánh tay và gồng bụng rướn lên, trụ chắc lực thăng bằng vào bàn tay và đầu gối dưới sàn. Hãy giữ lâu hơn và hít thở dài hơn. Tập trung nhìn vào một điểm và tập trung cảm giác lực ở cái thăng bằng ở cái đầu gối phía sau của bạn thì bạn sẽ giữ được lâu hơn. Đá cao chân lên nữa nếu được. Rồi từ từ gỡ hai tay, gỡ chân và gỡ tay. Lắc nhẹ người về hai bên. Lắc lưng qua lại. Và mình đổi qua bên kia. Hai tay bạn bám chắc. Phần bụng gồng, phần lưng giữ chặt. Bạn trượt chân bên trái của bạn ra phía sau.
nhón nhẹ, chống nhẹ mũi chân bên trái dưới sàn, gồng bụng lại. Hít thở dài, hai tay bạn bám xòe rộng ra. Hít dài, thở ra thật dài. Sau đó mình bắt đầu nâng chân phía sau lên, hít vào, chân trái nâng lên, thở ra. Hít, gồng lại nâng chân lên, thở ra. 3, thở ra. 4, thở ra. Nhịp cuối cùng 5, thở ra. Sau đó bạn gồng lại nâng lên luôn, chỉ mũi chân chắc về phía sau, hít lỗ rốn vào, truyền lực qua tay bên trái và nhẹ nhàng vươn tay phải rướn về phía trước. Dựng lại ở đây, gồng và rướn người theo hai chiều vươn thẳng ra, tay vươn về trước, chân chỉ thẳng về sau. Nhìn vào một điểm dưới sàn để giữ thăng bằng. Sau đó bạn đưa tay phải của bạn ra sau, đá cao chân trái lên và nắm lấy chân trái từ phía sau. Giữ thăng bằng chắc lại, bạn bắt đầu đá cái đầu gối của chân trái cao lên nữa, trụ chắc vào và nhìn chéo xuống sàn. Tập trung vào sự thăng bằng của bàn tay, của đầu gối phía sau. Hít thở dài, mở vai rướn lên. Một nhịp nữa thôi, đã cao chân lên, gồng chắc người. Rồi nhẹ nhàng gỡ tay và hạ chân của bạn xuống. Lắc lư người bạn về hai bên. Lắc lọng lưng và vai về hai bên. Lùi và ép người về sau. Ép mông xuống và hạ trán xuống trong tư thế em bé. Sau đó bạn rướn người nhìn về trước, thể cái vị trí cùi chỏ vào hai bàn tay của bạn. Và bạn đan hai cái bàn tay chắc vào nhau. Mình dồn lực chặt lên cái cùi chỏ của mình, lắc lắc hông về hai bên. Và từ đây bạn khép hai cái đầu gối vào bên trong, chặt mũi chân gót chân chạm vào, chỉ thẳng mũi chân trái về phía phải, về phía sau. Nhón mũi chân phải và chỉ cái mũi chân về cùi thảm của mình. Nhìn về phía trước, bạn bắt đầu nâng chân phải lên hít, thở ra hạ xuống. Nâng chân trái phải lên hít, xuống. 3, xuống. 4, xuống. Nhịp cuối cùng 5, hạ xuống, đổi bên. Vẫn giữ hai chân khép, dồn cái lực xuống 3 điểm, hai cùi chỏ và đầu gối chân phải, bàn chỉ chân trái trượt ra sau. Hít vào. 2, 3, 4 và 5. Rồi bạn chống hai đầu gối trở lại, cố gắng cố định hai cái cùi chỏ bên dưới sàn. Từ vị trí này bạn nhón mũi chân lên. Mình vào tư thế dolphin, là tư thế con cá heo nha. Bạn hở hai cái bàn chân rộng ra một chút, bắt đầu đẩy hông cao lên và dạn về phía sau, rướn ra. Rướn hết người, đẩy mông căng lên giống như là tư thế chữ V ngược, chưa thể đau đớp vậy đó. Nhưng mà thay vì dùng bàn tay thì bạn dùng cùi chỏ của mình. Bám chắc tay, mình rướn người về phía trước, hít vào. Vươn người gồng và giữ người thẳng. Nếu mà cái lưng bạn nó cao lên như vậy thì bạn lùi cái chân ra sau ha. Lùi ra sau. Chắc tới lúc mà bạn vươn về trước, bạn cảm giác là cái khuôn mặt của mình nó đang thẳng hàng, cái bàn tay cầm mình đang thẳng hàng với hai ngón tay cái là được. Đợi về sau, thở ra, đẩy hết, dạn hết lưng, rướn mông cao lên. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít. Thở ra.
lên, gồng giữ lại, rồi đẩy về sau, rướn về trước, gồng giữ bụng lại, đẩy về sau. Ba nhịp cuối cùng nữa thôi, hít vào, rướn về trước, gồng bụng, giữ lại, đẩy về sau. Hai, hít vào, gồng bụng giữ lại, đợi về sau. Thường là sau một hồi tập, cái cùi chỏ tay của bạn nó chuỗi chuỗi về ra ngoài á, bạn khép nó lại trở lại nha. Và nhịp cuối cùng, gồng về trước. Bây giờ bạn siết người gồng lại và giữ đây, nhìn vào ngón tay cái của mình, bụng bắt đầu còng chắc rung lên. Mình dồn lực qua chân bên trái, nâng chân phải lên một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, bốn nhịp và năm nhịp, hạ xuống. Mình đổi bên, gồng chặt người và nâng chân trái lên một nhịp, hai nhịp, ba nhịp, bốn nhịp và năm nhịp. Rồi mình đẩy ngược về sau. Lần này bạn rớt cái trán xuống sàn luôn, lắc lư hông qua hai bên, nệm phần lưng sau của mình ra, sau đó hạ đầu gối xuống sàn, khép hai chân, lùi về sau. Mình ép người vào tư thế em bé một vài nhịp, mềm hẳn và thở dài ra sau. Từ vị trí này ngẩng mặt lên, hít vào. Từ vị trí này bạn có thể lùi xuống, cúi thẳng một chút xíu. Rồi, hít vào. Mình vươn hai tay đứng lên đầu gối, vươn hai tay rướn người nhìn theo tay, thở ra, trườn về trước, chống bàn tay vuông góc xuống sàn. Mình rướn người về trước vuông góc, nhấn mông lên, bạn rớt ngược xuống, hạ cằm xuống, trườn về trước, ép chặt thân sau, siết chặt chân rắn hổ mang, nâng đùi rướn lên, tư thế chó ngẩng mặt, ớt đót rướn lên, hạ gối, lùi ngược về sau, tư thế em bé trở lại, thở ra. Hít vào, đứng lên gối, vươn hai tay lên trời, rướn mắt nhìn theo tay, chống tay về phía trước, tay bạn đáp ở chỗ nào bạn giữ ở chỗ đó, đưa lồng ngực về trước, hạ ngực, hạ cằm. Hít vào, trườn người, mở ngực uốn lưng, nâng đùi siết lên, ớp đót siết chặt thân, và hạ gối, lùi ngược về sau, tư thế em bé, thở ra. Hãy tiếp tục hít vào, nâng người, vươn tay, rướn mắt nhìn theo tay luôn, thở ra, đổ về phía trước, chống tay, đưa người, hạ ngực, hạ cằm, uốn người rướn lưng, siết chặt bụng, mở bả vai, siết đùi rướn lên, và hạ gối, lùi ngược về sau, tư thế em bé thở dài. Hai vòng nữa, hít vào, đứng lên gối, vươn tay hóp, bụng nhìn theo tay, trườn về trước, chống tay, đỡ người, hạ xuống, hít vào, siết đùi, ổn ngực, mở vai, nâng đùi rướn lên, và lùi ngược về sau, tư thế em bé. Nhịp cuối cùng, hít vào, vươn tay rướn người nhìn theo tay, thở ra, chống hai bàn tay của bạn xuống sàn. Lần này mình sẽ giữ lâu hơn nha, giữ chặt tay, hạ cái lồng ngực, hạ cằm xuống sàn. Mình trườn về trước, bắt đầu ép chặt tay, mở ngực và mình nâng đùi, ưỡn mông, rướn mắt nhìn theo trên trời, nhìn lên trời, siết đùi lại, khép hai chân chặt vào nhau, 1 2 3 4 và 5, hạ gối, lùi người trở lại, thở ra vào tư thế em bé của mình, thở dài ra. Sau đó chống tay, ngồi lên gót chân của mình, và mình sẽ đứng lên luôn. Mình sẽ bắt đầu đứng lên trên đầu thảm của mình. Bạn đứng lên đầu thảm và giữ hai mũi chân khép lại, gót chân bạn hơi mở ra, đứng thẳng trong tư thế trái núi, với hai tay và mở rộng và lồng ngực bạn mở rộng,
mình sẽ chào mặt trời một vài vòng ở đây nha. Mở rộng bả vai ra, hít vào, vươn hai tay lên trời, ngẩng mặt nhìn theo tay, thở ra, đổ rạp người về trước, chống hai tay xuống bên chân, hít vào, rướn lưng song song với mặt đất, thở ra rạp xuống sàn, rút chân phải của bạn về phía sau, mũi chân phải chống chắc, nhón tay ngẩng mặt nhìn về phía trước, cảm giác cái đầu gối phía trước nâng lên này, nâng lên một chút và bạn nâng người mình lên luôn. Sau đó bạn nhấn phần hông xuống, mở rộng tay và vươn hai tay lên trời, mắt nhìn theo tay, giữ hai tay chắp, nhấn hông xuống nữa và rướn người giữa đây. 5 4 3 2 và 1, từ từ gỡ hai tay và chống xuống sàn. Bám chắc tay, rút chân bên trái ra và đá hẳn lên trời luôn, đẩy về sau, chỉ chân trái rướn lên trời, rạp lồng ngực xuống, rướn hết chân ra sau. Bám chặt hai tay, mình truyền lực về phía trước, rướn người dựng thẳng bằng. Sau đó khuỷu cùi chỏ rạp người xuống sàn, rắn hổ mang, hít vào, siết chặt đùi, mở lưng vươn người rướn lên. Và mình đẩy ngược về sau, tư thế đau đó, thở dài và rướn lưng, đẩy giãn về phía sau. Mình đổi bên, chân phải đá cao lên, rạp người ra sau, bước chân bên phải của bạn lên giữa hai tay, giữ chặt đùi, nâng hông lên, nhấn phần đùi xuống sàn, chắc lực, vươn hai tay lên trời, hít vào, nhìn theo tay và rướn người lên. 5 4 3 2 và 1, mở tay và chống hai bàn tay xuống sàn, rút chân bên phải ra đá hẳn lên trời, rướn về sau, rạp ngực, giãn lưng rướn lên. Bám chặt tay, mình trườn người về trước, gồng chặt bụng, đổ xuống sàn, hít vào, lật ngực, uốn lưng, rắn hổ mang, và mình đẩy ngược về phía sau. Trong tư thế chữ V ngược rướn ra sau, đẩy hết người, lắc hông và vai, thở dài ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, bám tay, bạn bước lên hoặc là nhảy lên đầu thảm của mình, đổ rạp người xuống sàn, hít vào, lưng song song với mặt đất, thở ra lưng rạp xuống và vươn hai tay lên trời luôn, hít vào, cánh tay mở rộng, nâng người vươn tay lên, chắp tay về trước ngực, thở dài ra. Mình tiếp tục vòng tiếp theo, mũi chân khép lại, mở rộng vai, hít vào, hai tay vươn lên, rướn người vươn mắt nhìn theo tay, thở ra, đổ xuôi về trước, hai tay chống xuống sàn, hít vào rướn nửa đường vươn lưng lên, thở ra, rút chân trái của bạn về sau, chống chặt mũi chân trái, đầu gối trước vuông góc. Lần này bạn đan hai tay, bảy cái vòng bả vai vào nhau và bạn trườn người về trước, gồng chắc người ở đây, hít dài, thở ra, nhìn chéo vào một điểm dưới sàn, cảm giác lưng đường cong xuống nha. Bạn mở và rướn ra cái người mình từ đây, chỉ về sau kéo thành một đường thẳng. Sau đó trụ chắc lực và hông và đùi, trườn hai tay theo mang tay và bạn rướn người kéo giãn ra, giãn từ gót chân sau, đạp căng về sau, mũi tay trước rướn về trước, hít, thở dài ra. 5 4 3 2 và 1, lật lên trời, hít vào, vươn hai tay nhấn phần hông, mở hai tay và rướn lên. Từ đây bạn đặt tay bên trái bạn lên đầu gối bên phải, tay bên phải bạn đưa ra sau, nắm lấy đùi phía sau, xoay người và bạn có thể nhìn thấy được cái gót chân phía sau của mình luôn, giữ ở đây. Và nếu được nữa, bạn vươn tay trái lên, trườn người về phía sau, giữ lại. 5 4, hít thở dài, 3 2 và 1, xoay về trước, vươn cả hai tay lên trời, hít vào, thở ra, đổ rạp hai tay, chống xuống sàn, rút chân bên phải ra sau, đá lên trời, chỉ thẳng mũi chân, rạp ngực rướn người, bám chắc tay,
trườn người về trước, ngực đổ xuống sàn thở ra, lật ngực, uốn người nâng đùi ốp đót rườn lên và đẩy ngược về sau. Trong tư thế đau đó, tay bám chắc, xoe và rướn lưng lên, mình đổi qua chân bên trái. Đá chân trái cao lên, rạp ngược xuống. Và bạn bước chân bên trái của bạn lên giữa hai bàn tay. Nhón tay, lắc lư hông, rướn thẳng người, giữ cho cái base của bạn chắc được. Hai tay đưa ra sau, đan lại, bẩy cánh tay về sau. Rướn lưng thẳng băng, cảm giác cái người mặt trườn về trước. Mũi chân sau chống chắc, giữ ở đây. Hít dài, thở ra, một nhịp nữa hít, từ từ thở ra, gỡ tay, rướn tay theo mang tay và chỉ về phía trước. Bạn rướn thẳng băng người ra, ngón tay kéo dài, gót chân đạp căng về sau, người rướn lên, 5, 4, 3, 2, và một, mình lật lên trời nha, nhìn hông xuống, vươn cánh tay cao rướn lên, nhìn theo tay, hít, thở dài, 3, 2, mình chuẩn bị vặn về bên trái nha. Bạn có thể là bò tay trái về phía sau luôn, xoay mặt về sau và rướn người vặn ra sau. Nếu khó quá, bạn phải đặt tay phải lên đầu gối của mình, xoay rướn, xoay mặt, nhìn thấy được cái gót chân phía sau luôn, đầu gối trước vẫn khuỷu. 5, 4, 3, 2 và 1, vươn cả hai tay của bạn lên trời, hít vào, rướn lên, đáp xuống sàn, thở dài ra, rút chân bên trái ra, đá hẳn lên trời, rướn về sau, chỉa mũi chân ra, lồng ngực đợi người, vươn người về trước, đổ xuống sàn, lật ngực, uốn người rướn thân trên, vươn lưng lên và bạn lùi ngược về sau, đợi trong tư thế chữ V ngược rướn ra sau, thở dài ra, bàn tay đợi chắc, lưng rướn ra, kéo giãn ra, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nâng gót chân cao ép bụng vào đùi, bạn bước lên hoặc là nhảy lên đầu thảm của mình, đổ người xuống sàn, thở ra, lưng song song với mặt đất, hít vào, lưng rạp xuống, thở ra và vươn hai tay lên, hít vào, nâng người rướn lên, chắp tay về trước ngực, thở ra. Cơ thể mình nó bắt đầu nóng lên rồi mọi người, bắt đầu đổ mồ hôi và bắt đầu cái nhịp thở gấp gáp lên rồi, nhưng mà hãy nhắc luôn cả hệ ý thức của mình á, hít đều, hít đều, hít đều thì mình sẽ quen được cái nhịp hít nha. Tiếp tục một vòng nữa thôi. Hai tay chống lên hông, mở rộng vai, đứng về phía trước, bắt đầu tập trung vào, hít vào, thở ra, một nhịp nữa hít vào, rồi bạn nâng cái gót chân của bạn lên khỏi sàn, bạn đứng lên mũi chân, khuỵu cái đầu gối mình vào tư thế cái ghế với cái mũi chân chống dưới sàn, không bạn rớt ra sau, đừng ưỡn lưng nha, gồng bụng lại, chĩa cái phần mông của bạn ra và từ từ trườn hai tay, vươn theo mang tay, nâng cái gót chân của bạn cao lên nữa nè, gót chân chạm vào nhau, đầu gối chạm vào nhau, rướn lên, hít thở dài, 5, 4, 3, cố lên, 2, gồng chặt bụng, chĩa chắc mông về sau và 1, thẳng gối ra, người xuống sàn, thở ra, hít vào, lưng song song nhìn lên, thở ra. Bạn nhảy hoặc bước ra sau vào tư thế tấm ván, gồng chặt bụng, siết chặt người, giữ trong tư thế tấm ván, hít, thở dài từ vị trí này, nghiêng hai gót chân của bạn về bên trái, nghiêng qua và sau đó bạn vươn tay phải bạn theo mang tay, rướn ra, bám chặt chân phía sau và mắt nhìn theo tay phải của mình, 1, 2, 3, 4 và nhìn xuống sàn. Bây giờ bạn chạm quỳ chỏ phải và đầu gối phải vào nhau, 1 nhịp, rướn ra, 2 nhịp, rướn ra, 3 nhịp, rướn ra, 4 nhịp,
Rướn dài ra. 5 nhịp. Rướn dài ra. Sau đó úp người xuống vào tư thế tấm ván trở lại. Mình đổi qua bên phải của mình, nghiêng hai gót chân về bên phải của mình. Sau đó bạn nâng người lên, nâng cái hông của bạn lên. Và bạn vươn tay trái theo mang tay, rướn người, chống chặt tay bên phải dưới sàn. Giữ ở đây. Hít thở dài. Hít sâu. Thở ra thật dài. Mình bắt đầu quỳ chọ và đầu gối chạm nhau ha. Bạn chắc chân dưới sàn. Hít, rướn, thở ra. Hít, rướn lên. Thở ra. Lên, rướn. Cuộn vào. 3. Cuộn vào. 4. Rướn lên. Cuộn vào. 5. Rướn lên. Cuộn vào. Và vươn lên, vươn thẳng, rướn lên. Rồi quay về lại tư thế tấm ván. Giữ chặt. Gồng chặt người. Che lên mọi người. 10 nhịp tấm ván ở đây nha. Rướn chặt người, gồng chặt bụng lại. 10. 9. 8. 7. 6. 5. Cố lên. 4. 3. 2. 1. Mồ hôi nó nhỏ thành giọt xuống sàn luôn rồi mọi người. Hạ đầu gối xuống. Hạ ngực. Hạ cằm uốn rắn hổ mang rướn lên. Hít vào vươn lên. Và lùi ngược nhẹ nhàng về sau. Ngồi lên gót chân của mình. Hãy đặt hai tay lên đùi. Mở lồng ngực ra. Nhắm mắt lại. Cảm giác vào những nhịp thở dài và sâu. Hít dài bằng mũi rồi thở ra. Mình sẽ nghỉ trong vòng 30 giây. Mọi người có thể uống nước, dùng khăn lau bớt mồ hôi đi. Và mình sẽ quay lại trong một vòng tiếp theo nha. Hẹn gặp mọi người 30 giây nữa. Sau khi bạn uống nước và lau mồ hôi, sau đó bạn quay về ngồi lên gót chân, hai bàn tay bạn để ngửa ra, đặt lên phía trước đùi của mình. Bạn mở lồng ngực ra, cảm giác vào lồng ngực, hãy hít thở vài nhịp. Hít dài bằng mũi của mình. Và thở ra bằng mũi của mình thật dài. Một nhịp hít thở nữa thôi, hít vào thật sâu. Rồi thở thật sâu dài ra. Và mở mắt ra. Mình lại đứng lên đầu thảm và bắt đầu vòng tiếp theo. Dùng hai tay và đứng lên đầu thảm, đứng vào tư thế trái núi. Bạn hãy bước và đứng lên trên đầu thảm của mình. Tại vì cái đầu thảm mình gần cái cây quá cho nên mình sẽ đứng ở giữa thảm nha. Hai chân bạn khép lại, gót chân mở ra. Bạn dồn lực lên chân bên phải của mình, nhón mũi chân trái, co đầu gối trái lên và ôm đầu gối trái vào người mình. Cố gắng giữ người đứng thẳng. Hít. Nhìn vào một điểm. Cố định người, thở dài ra.
sau đó chống tay phải lên hông. Bạn đá cái chân bên phải trái của bạn về phía trước, dùng tay bên trái nắm lấy ngón chân, đá thẳng về phía trước. Và mình sẽ giữ ở đây. Nếu được nữa, bạn hãy vươn tay phải của bạn lên trời, trướn lên và bắt đầu giữ thăng bằng. Nhìn cố định vào một điểm, mình giữ 5 hơi thở nha. 1 2 3 4 và 5. Từ từ chống tay phải của bạn lên hông trở lại. Bạn giữ cái chân bạn ở đó, xòe ngón chân ra, hai tay chống lên hông. Và mình giữ tiếp 5 hơi thở nữa. 1 2 3 4 và 5. Hạ xuống sàn. Mình tách lư chân và đổ qua bên kia. Đưa hai tay bạn ôm lấy cái đầu gối bên phải của mình vào người. Lồng ngực bạn mở lên. Sau khi bạn cảm giác được cơ thể bạn hoàn toàn giữ thăng bằng và chắc được rồi, chống tay trái lên hông, tay phải nắm ngón chân cái và đá thẳng chân bên phải của bạn về trước. Sau đó bạn vươn tay bên trái lên trời, hướng lên, giữ cái người mình thăng bằng. 5 4 3 2 và 1. Giữ chặt chân ở đây, chống hai tay của bạn lên hông. 5 4 3 2 và 1. Gỡ chân, lắc lư chân, lắc lư đùi. Và từ vị trí đầu thả, bạn mở rộng chân của bạn ra bằng với hông của mình. Hít vào, hai tay vươn rướn lên, rướn cao tay lên. Từ đây khuỵu cái đầu gối, rớt xuống nữa, gồng bụng lại, gồng bụng lại. Giữ chặt người. Hít vào, vươn tay ra sau, mình bật người lên này, lên, gồng bụng lại, đợi về sau, hít. Đợi về sau, hít. Đợi về sau, 3. Đợi về sau, 4. 5. Gồng lại, giữ ở đây luôn. Hít dài, thở ra. 2 3 4 và chống hai tay xuống sàn. Rút chân bên phải của bạn về phía cuối thảm. Chân bên trái nằm bên cạnh tay trái của mình. Lắc lắc hông, giữ chặt người thăng bằng. Nhìn xuống sàn, từ từ khuỵu cùi chỏ, khuỵu cùi chỏ, giữ chặt người ở đây. Nếu được nữa, bạn đưa hai tay của bạn ra sau, đan các ngón tay sau lưng và mình rạp cái khuôn mặt xuống, nhìn xuống sàn. Nếu được, bạn gác hẳn cái đầu xuống, còn nếu không được, bạn cứ giữ ở vị trí lơ lửng như vậy thôi. Bẩy cánh tay cao, nhìn xuống sàn. 5 4 3 hít thở đi. 2 3 1 gỡ hai tay ra, rút chân bên trước ra sau. Bí quyết cho mọi người tập động tác chắc hơn là bạn nhìn mình ha, mình giữ chặt gồng chặt người, mình chỉ có rút cái chân trái thôi, mình không di chuyển bất cứ phần nào của cơ thể mình hết. Bước ra sau, gồng chặt người, siết chặt giữ lại. 2 3 4 và khi mình bước lên cũng như vậy ha, mình bước chân phải lên, mình chỉ di chuyển mỗi chân phải của mình. Mình bước lên, toàn bộ người mình vẫn giữ chắc. Lắc lư người, tìm vị trí người giữ chặt được. Đưa hai tay ra sau, đan các ngón tay lại, bắt đầu ra cái ngực xuống, rớt đầu xuống, giữ lại ở đây. Nhìn xuống sàn, nếu được gác cái đầu gần như chạm xuống sàn luôn này. 5 6 7 cánh tay cao lên. 7 8 9 và 10. Nâng lên, hai tay bạn chống xuống, rút chân bên phải về phía cuối thảm của mình, gồng chắc người lại, giữ tư thế tấm ván, siết chặt người. 5 4 3
2. Và bây giờ mình sẽ nhảy hai chân ra ngoài thảm của mình. 1, nhảy ra trong. 2, 3, 4, 5. Vào trong, đẩy về sau. Down dog và thở dài ra. Rướn hết người, dạn hết lưng, đẩy hết người về phía sau. Lắc hông và vai nhẹ nhàng lại. Lắc qua lắc lại nhẹ nhàng. Sau đó đá chân bên phải cao lên trời. Bước chân bên phải về giữa hai tay. Hạ gót chân phía sau. Từ từ khuỵu đầu gối bên phải. Bạn gác cái cùi chỏ tay phải xuống bên chân. Sau đó bạn trườn tay phải, tay trái của bạn theo mang tay. Và rướn người ra. Giữ ở đây. 5, 4, 3, 2 và 1. Thẳng người, vươn cả hai tay lên trời. Rướn lên vào tư thế tam giác. Rạp tay phải về phía trước. Về phía trước, chạm xuống sàn luôn. Và vươn mắt nhìn theo tay trái. Hít thở dài. Rồi xoay mặt nhìn xuống sàn, khuỵu đầu gối phía trước, chống hai bàn tay, bám chặt hai tay, nhón mũi chân sau, giữ lại thăng bằng. Mình sẽ tập plank trong 3 điểm nha. Rút chân bên phải ra, chỉ về phía sau, gồng bụng lại. 1, 2, 3, 4 và mình đổ xuống sàn luôn. Thở ra, hít vào. Gắn hổ mang, rướn người vươn lên, đẩy ngược về sau. Down dog và thở dài ra. Đổi chân nha. Đá chân bên trái của mình cao lên trời. Bước chân bên trái lên giữa hai tay. Gót chân sau hạ ngang. Đầu gối trước khuỷu mình. Mình nếu mà mình tập như vậy khác nha. Nhưng mà như vậy thì khác này ha. Rướn, rướn cái vai nâng lên. Gác mạnh mẽ lên và vươn tay phải trượt qua đầu. Giữ ở đây. 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Vươn cả hai tay lên trời, rướn lên luôn. Vào tư thế tam giác. Đáp tay trái xuống, xuống. Và vươn mắt nhìn theo tay phải của bạn trên trời. Giữ thăng bằng. Giữ ở đây 5 hơi thở thôi. Rồi từ từ xoay mặt nhìn xuống sàn, khuỵu gối trước, chống hai tay ra ngoài trở lại, nhón mũi chân lên. Bám chặt tay, mình vào tư thế plank bằng 3 điểm nha, gồng chắc bụng, rút chân bên trái, chỉ về sau gồng chặt lại. 1, 2, 3, 4 và mình đổ xuống sàn, thở ra, hít vào, lật ngực, rướn người vươn lưng lên. Lùi ngược về sau, tư thế down dog. Lắc hông và vai, rướn người, thở dài, đẩy ra sau. Nhịp nhịp hai đầu gối, rướn lưng lại. Và mình vươn người về trước, ngồi xuống sàn. Sau đó bạn nằm ngửa người ra luôn. Nằm ngửa người trên tấm thảm của mình. Từ vị trí người bạn nằm ngửa dưới sàn, bạn lắc lắc người cho người mình nó fix ok tấm thảm. Sau đó bạn đặt hai chân chống bên cạnh mông của mình, nhất nhất đặt chắc vào vuông góc bàn chân. Đừng cố gắng kéo cái gót chân vào nhiều quá nha. Đạp cho vị trí nào mà nó cảm thấy vuông góc là được. Vươn hai tay qua đầu, nâng hông lên, hít vào. Thở ra, hạ tay, hạ mông. Lùi ra phía sau một chút, mình bị trườn ra khỏi thảm. Hít vào lên, thở ra hạ xuống. Hít vào đạp chắc chân, rướn lên, thở ra. Tiếp tục hít,
thở ra. Hít. Thở ra. Ba nhịp cuối cùng, đạp chắc chân, hít. Từ vị trí này, hãy giữ căng cái tay bạn như vậy, duỗi cái tay bên trái của bạn ép xuống sàn, đạp chặt xuống sàn. Bây giờ bạn khép hai bàn chân vào nhau, gót chân, mũi chân chạm nhau, đá chân phải của bạn lên trời và vươn tay bên phải lên, hạ mông xuống, hít, hạ mông xuống, ba, xuống, bốn, xuống, nhịp cuối cùng, năm, hạ xuống, rồi nâng lên. Mình đổi bên, đạp chắc chân, úp tay bên phải, mình chỉ chân bên trái lên trời, hạ mông, hít, xuống, lên, xuống, ba, xuống, bốn, xuống, năm, hạ xuống, rồi hạ tay, hạ chân, lắc lư hai cái đầu gối về hai bên, ép qua phải, nâng lên, ép về trái, lắc lắc cho thắt lưng bạn lỏng ra. Sau đó bạn ôm hai đầu gối mình vào lồng ngực, lắc cái thắt lưng, thư giãn cho thắt lưng của bạn dưới sàn. Và bạn nắm lấy hai ngón chân cái vào tư thế Happy Baby. Rồi từ đây, bạn chỉ thẳng hai chân, mũi chân chỉ lên trời, hai tay úp, xuôi theo người. Bắt đầu mình bật để nhấc cái mông mình lên khỏi sàn. Một nhịp, hai nhịp, ba, bốn. Bí quyết là bạn hãy chỉ thẳng cái mũi chân lên trời, đừng chỉ về khuôn mặt nha, bạn chỉ về vậy cái lực nó lên bụng ít hơn mà nó vào lưng sau nhiều. Bạn chỉ thẳng lên trời thì nó lực nó trực tiếp direct vào phần bụng dưới của bạn luôn nè. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lắc lư hai cái đầu gối, thư giãn cho lưng lại. Sau đó đổ nghiêng hết hai đầu gối về bên trái, xoắn người bạn lưng về bên phải. Xoay cái khuôn mặt bạn qua bên phải luôn, xoắn nhẹ phần lưng và giữ ở đây. Và mình đổi bên, nâng đầu gối, vắt hai cái đầu gối về bên phải, xoắn nhẹ lưng về bên trái, bạn người qua. Trung tâm. Lần này mọi người nằm dạng, nằm hẳn người lên thảm, mình vào tư thế thư giãn và thả lỏng cuối cùng luôn rồi. Lắc lư lại toàn bộ người, bạn nâng nhẹ hai chân lên rớt, lỏng xuống không kiểm soát. Nâng mông lên, rớt mông, lỏng xuống và nâng ngực, rớt lồng ngực, nâng tay, mềm tay. Lắc lư người lại, cảm giác cái cơ thể bạn bắt đầu được thả lỏng, được chắc xuống sàn, nương tựa vào sàn, lỏng vào sàn, hai gót chân chụm vào nhau, rồi xòe ra để ngửa ra hai bên, hai bàn tay mềm nắm chắc, rồi rớt mềm xuống, thở ra, nhắm mắt lại và bạn cảm giác vào hơi thở của mình, hít vào bằng mũi thật sâu, thở dài bằng mũi thật sâu ra, hít thật chậm và thở ra thật dài.
cảm giác lại sự cử động của lồng ngực và của bụng của bạn. Mang cơ thể bạn cảm giác vào hơi thở sâu và dài. Bạn bắt đầu thư giãn lên hai gót chân, thư giãn lên các ngón chân. Bạn thư giãn lên cổ chân của mình. Hai bắp chân nặng đổ xuống sàn. Hai đầu gối mềm ra. Phần da cover ở trên cái đầu gối của bạn thả lỏng ra. Hai bắp đùi mềm và toàn bộ phần thân dưới của bạn mềm xuống sàn. Không kiểm soát gì ở hai chân của bạn nữa, để nó được buông bỏ xuống và được thư giãn lỏng xuống. Sau đó bạn thư giãn lên phần mông, phần thắt lưng. Kéo dòng các đốt sống lưng của bạn từ thắt lưng lên lưng giữa, lưng trên lên cổ. Các đốt sống lưng của bạn thẳng hàng nhau. Phần ngực của bạn dựa chắc xuống sàn. Hai bụng, phần bụng nhịp nhàng lên xuống và phần lồng ngực mềm ra. Hai bả vai của bạn thả lỏng. Hai cánh tay nặng xuống dưới sàn. Các ngón tay co mềm và thả lỏng ra tự nhiên. Toàn bộ phần thân trên của bạn được thư giãn, mềm xuống sàn và lỏng xuống sàn. Sau đó bạn thư giãn lên khuôn mặt của bạn, thư giãn lên mắt, mũi, miệng, thư giãn lên trán, lên chân mày. Hãy để da trên khuôn mặt của bạn mềm ra. Và để lưỡi ở trong miệng của bạn cũng được mềm ra luôn. Cảm giác vào sự thư giãn của toàn thân. Cảm giác về sự buông lỏng xuống của toàn bộ cơ thể của mình. Hơi thở bắt đầu yên ắng hơn. Và sự yên tĩnh lan lên toàn bộ người của bạn. Sau đó bạn mang cái ý thức của bạn thả lỏng ra, thư giãn và giữ yên tĩnh cùng với toàn thân. Mình hãy giữ ở đây vài phút để cơ thể mình được thư giãn và được thả lỏng lại. Hãy hít thở dài và sâu.
nhẹ nhàng, mang ý thức của bạn quay trở lại cơ thể mình. Nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu, rồi thở dài, thật dài ra. Bạn cảm giác cái sự bất động của cơ thể mình đang nằm dưới sàn. Cảm giác hai cánh tay đang nặng dựa vào mặt sàn, hai đùi mềm lỏng xuống sàn. Hãy dùng hơi thở của bạn đánh thức lại cơ thể mình. Lướt cái hơi thở từ gót chân kéo lên đỉnh đầu. Đi tới đâu, bạn đánh thức cơ thể bạn tới đó. Ngón tay ngón chân lắc lư. Hai chân bạn khép vào nhau, mũi chân chặt vào và chỉ căng về phía sau. Tay rướn lên, vươn dài người bạn kéo giãn, người thành một tường thẳng, stress người giãn hết ra. Rướn căng ra. Rồi ôm đầu gối vào người. Bạn vặn nghiêng người về một bên. Thả lỏng xuống một chút nữa. Sau đó bạn vẫn nhắm mắt, chống tay, từ từ đẩy người và ngồi thẳng lưng lên luôn. Bạn vẫn giữ mắt nhắm, hai tay bạn đặt lên gối. Lưng bạn thẳng lên, nhắm mắt lại. Mình hít thở một vài nhịp cuối cùng trước khi mình kết thúc nha. Hít vào sâu nhẹ nhàng và thở dài ra nhẹ nhàng. Và cùng nhau hít vào một hơi thật sâu, rồi cùng thở dài ra. Và mình mở mắt ra. Cảm ơn mọi người, cảm ơn bạn đã tập cùng Hương Miền và blog Yogi Travel trong bài tập Power trong phần core và phần cơ trung tâm vừa rồi. Vì là một bài tập này khá là nặng và động tác liên tiếp không ngừng, cho nên bạn sẽ mất rất là nhiều năng lượng, bạn đổ rất là nhiều mồ hôi, tốn rất là nhiều calo. Cho nên nếu những bạn nào mới hoặc là chưa tập bao giờ, hoặc là cái thể trạng hoặc cơ thể của bạn còn yếu, hoặc là bạn bị tim, hoặc là hơi thở bạn có vấn đề, thì bạn có thể là tập 15 phút, ngửi một chút rồi lại tập 15 phút nữa nha. Còn nếu mà bạn muốn challenge bản thân và bạn muốn là bạn cảm giác là bạn có thể tập được thì mới tập nguyên cả bài nha. Tại vì mình thấy là có một số bạn đi tập ở trung tâm thì mấy bạn gồng quá mức, tập quá mức tới mức mà sau khi tập bạn cảm thấy là xây sẩm mặt mày, cơ thể không có oxy và thậm chí là muốn xỉu luôn á. Thì đừng tập quá mà hãy lắng nghe vào, tới lúc nào mà mình cảm giác là nhịp tim mình ôi mình hít không được nữa, oxy mình không vào nữa, với lại là cơ bắp mình không cung cấp độ oxy nữa, mình mệt quá thì ngửi một chút rồi lại tập tiếp, không sao cả nha. Từ từ thì cái thể trạng của mình nó sẽ tiến bộ dần lên. Quan trọng là bạn phải duy trì cái thói quen tập luyện, tức là 2-3 bữa một tuần, hoặc là mỗi ngày, hoặc là sau đó mà bạn duy trì liên tiếp. Chứ bạn không có tập vài bữa rồi bạn lại nghỉ mất 2-3 tuần rồi lại quay lại tập hùng hục, như vậy thì không khoa học nha. Mà hãy duy trì từ từ thì bạn sẽ thấy là cái level của bạn nó tăng lên dần dần. Nào, cảm ơn mọi người và nhớ bấm nút đăng ký, bấm nút like và share nếu bạn thích cái video này của mình. Hẹn gặp bạn vào bài tập lần sau. Tạm biệt mọi người. Namaste.